rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một con game. Đây, Naruto. Bản này chơi các bạn có thể được nhiều tướng phi ngon nha các bạn. Nó có lên tướng cam và tướng đỏ luôn. Chơi phi cũng được lên tướng cam nha các bạn. Đây, bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn là đăng ký nha. Bấm vào cái đây này để mình bấm lại cho. Đây này có chỗ này ha, bấm vào đây. Đó, bấm thêm một lần nữa. Đó, và nó chuyển qua cho các bạn cái chỗ đăng ký nè. Ví dụ là cả nhà thân yêu. Đó. Chữ thường thôi cho dễ nhớ. Đó, cả nhà thân yêu. Đó. Bác là cả nhà 123. Dứt nhập y vậy nha các bạn. Cả nhà 123. Rồi, đó, đăng ký. Đó, ok, vào chơi được rồi nè. Đó, thấy không? Cái giao diện thấy cũng đẹp phải không? Đó. Rồi, thật coi miên đó. Rồi chết rồi. Đây mình chọn nhân vật gì? Các bạn cứ chọn nhân vật bình thường nha, tại chốt vô chổng mà các bạn cũng được những nhân vật mới à. Đừng quá quan trọng. Lên cấp 2. Đó, được Akashi gì đó. Takashi. Đó. Này các bạn cứ chơi 7 ngày thì các bạn sẽ nhận được nhiều quần quà hấp dẫn nha các bạn. Ví dụ như là thẻ chọn tướng đỏ nè, hay là chọn tư cái gì? Hộp tướng đỏ nè. Trang bị đỏ nè, đó này là mình quay nè, đó. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn đừng có mua tướng vàng này nhiều quá nha, đừng có quay rương nhiều. Lúc trước mình chơi thì mình quay tướng này hơi nhiều nên càng về sau thì mình hết kim cương nha. Hết ba cái vàng nè. Cái game thẻ bài này thì chắc cũng nhiều bạn biết cách chơi rồi. Nó chơi cũng giống như cái gì siêu bựa gì của Việt Nam gì đó. Cứ qua mỗi cái map thì chúng ta nhận được đâu 4 với 8 1.600 kim cương. Game này thì nó rất là dễ kiếm vàng nha các bạn. Cũng không có khó gì đâu. Các bạn chịu khó một chút là các bạn có thể kiếm được vàng rồi. Cái cách mà kiếm được vàng nhanh nhất đó là cái cách farm map này nè, farm phó bản. Bây giờ mình đi dạo quanh một vòng nha, đó. Bây giờ chúng ta có chưa nhận quà mà phải không ta? Đúng rồi, chúng ta chưa đi nhận quà. Đây cái đầu tiên nha các bạn. Này là nạp chúng ta mới được nhận. Tướng đỏ này các bạn đăng nhập 7 ngày các bạn sẽ có nha. Chúng ta cũng không có cần cái gì mà phải gấp gáp. Đó, được 1.000 kim cơ, 1.000 vàng. Cái này mình nhận rồi mà mình không thấy nó nằm ở đâu hết luôn á. Được 10.000, đó, vậy là 12.000.
Nè cái này nãy mới nhận xong nè. Mày ra đây có thấy quay đâu. Chắc là nạp tiền mới xài được hay gì. Bây giờ chúng ta vô mua hết mấy cái rương VIP này nha các bạn. Kim cương cũng rất là dễ kiếm các bạn, pha một chút xíu là mấy chục ngàn kim cương rồi. À, cái này vàng mình quên miệng mình nói kim cương VIP. À mình quên nữa, còn cái VIP 11 này thì các bạn online 7 ngày thì nó sẽ được nhận nha. Giờ chúng ta vô khui học quà. Để này nó cho tờ này ta, chắc cho tờ này quá. Đây. Mở 10 nè, này là hồi nãy mình mua hộp có nè các bạn. Tướng đỏ, tướng đỏ, trời lại thêm thằng này. Trời tàu lao số mứng thiệt chứ. Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Còn đây là online 7 ngày nè các bạn. Đó, các bạn cứ cài từ từ farm phó bản. Đây mình sẽ vào cái nick chơi lâu của mình và cho các bạn xem. Đây cái nick này mình cũng không có chơi lâu gì mấy. Mình chơi khoảng được 8 ngày cái mình bận công chuyện cái mình nghỉ chơi luôn. Lâu rồi không chơi à, vô là nó bắt đăng nhập là từ ngày 1 mà. Quà cá đây, mình chơi mình chơi 11 ngày các bạn. Mình online 11 ngày nha. Và cái đội hình 11 ngày của mình đó. Này thì nhập code gì code gì mã code gì đó. Nhiều bạn hay gọi đó là code đó. Ừ. Còn cái này là các bạn bánh nè, các bạn đội, không phải cái lượt này là các bạn đánh ở đâu nè, đây nè. Dưới này nè, đó. Hiện tại thì mình chưa có. Bồ còn quá trời bồ đỏ luôn nè. Chưa có đi farm nè, trời ơi. Vàng còn 26 ngàn nè, đó. Bí kíp cũng còn nhóc nè. Đó, online là chúng ta được nhận, hôm bữa mình nhận con gì mình quên luôn rồi. Nè, online 14 ngày sẽ được nhận con này miễn phí nè các bạn. Tướng đỏ. Đó còn hồn tướng cam nè, đồ nè. Rẻ dữ vậy. Cái rương 5.000 thấy hơi chua ha. Mà được 70 mảnh, không biết mảnh gì, không có dịch được tiếng này. Đấy, hình như cái này được 1 trong 2 nè, không biết. Ồ, 5.400 là được nhận vũ khí, được nhận 3 cái này luôn nè. Ủa, 1 trong 3. Ủa, chưa được nhận hả? Tào lao vậy? À đây, cái ngày của mình đây. Thôi, mấy cái này mà mua gì? Ngày thứ 9 được mua gì? Mua mấy này thôi, mấy cái này cũng không mua đâu. Thấy chưa, mình nói mình chơi mới có 9 ngày ha. Nè, online 10 ngày nè. Chưa nhận quà cũng ngày 10, ngày 11 chưa nhận nè. Chưa mua được cái này luôn nè. Thấy cũng ngon đó các bạn, còn đây. Đâu rồi. Nè, quà online. Ủa, cái 7 ngày mất tiêu rồi. Này là hôm bữa mình nghỉ chơi cũng hơi bị lâu nè. Giờ vô nhận quà quá trời luôn. Đây vàng tướng của mình nè. Đó, ông này hình như là Hokage đệ nhị nè. Đó. Đó, này thì tất cả các bạn đều biết rồi đó. Còn đây là ông gì ta? Ông gì bên cái làng cát, làng gì á? À, cha của thằng ga, thằng gì á. Đúng là cha của thằng ga. Đây, tất cả các bạn đều biết. Mình quên rồi. Còn đây, Itachi. Nhớ là Itachi chứ không phải là Hitachi nha. Còn hàng này thì người nắm giữ một trong củ vĩ nè. Đây là ai cũng biết, ai cũng biết luôn, cũng biết luôn. Đây. À,
Đây, chúng ta nhờ mình online 7 ngày thì mình nhận được cái VIP 12 này nha các bạn. Đó là VIP 11. VIP 12 mình chưa nhận. Còn rương này đây nè, quá trời rương luôn nè. Đó, đó. Nãy mình chọn thằng này ha. Bây giờ mình vô mình pha một trận để mình lấy cái lượt ấy cho các bạn xem. Đó, được rồi nè. Đó, bây giờ thì đánh cho con này. Các bạn đánh cái này thì được bánh trung thu hồi nãy mình nói nha các bạn. Các bạn hãy đánh thấy cái cốc hơi đó. Ừ. Ngồi chết rồi đó. Ừ, rồi xong. Đây, để mình đánh. Nãy mình đánh một lượt, giờ mình đánh nè. Bỏ qua đi. Cho thôi các bạn hình dung dễ hiểu. Rồi giết chết nó rồi đó. Đó. Cái đam của chúng ta là được 73.851 điểm. Chúng ta nhận quà thôi. Đó, nãy chúng ta đánh mấy lượt cũng ra đây nè. Đây. Nè, nãy mình nói nè, đánh là nó được nhận nè. Đó. Được nhận bánh. Mình sao nó báo mình là được nhận gì nữa rồi ta? Mình có được nhận gì đâu. Đây mấy cái bánh hồi nãy chúng ta được nhận cái này nè. Mình được 100 mấy cái. Mình cũng không biết những cái rương này là ra cái giống gì nữa. Đây nó có 10 cái bánh ra 10 cái rương đỏ nè. Rồi được cái tờ này không biết là cái tờ gì nữa. Mình không có dám mở. Tại vì chưa dám mở chứ không phải là không dám mở. Đây, đấu trường, để mình vào đấu trường cho các bạn xem. Đây, mình bị rớt xuống hạng 12. Chà, mấy bạn trên này cài cuốc chăm chỉ ghê không? Đó, tướng vàng, tướng cam nè các bạn. Tướng vàng nè. Đây, Naruto nè. Đó. Trời ơi, má được con ốc không? Cài bệnh hồn vậy trời. Đây là ngày đệ nhất nè. Còn này là quên rồi, Madara. Còn Obuto nè các bạn. Phải không? Obuto hoặc là Madara gì cũng nhớ. Nè. Satoshi vậy nè. Ra không phải ông gì. Ông gì của nhân viên quên nè. Ô, ở đây có thêm mang ấy nữa hả? Sao có hai nhân dạng chứ ta? À, Naruto lên cái gì á? Cái ông tổ gì đó, còn cái này là đang ở dưới. Ồ, có cha của nó luôn nè. Ồ, tiên nhân cốc nè. Ồ, mà đợi ngủ hay gì nè. Chết rồi, quên bấm vô đánh luôn rồi, đánh lại thằng này. Đánh một phát rồi đi luôn rồi. Nó tướng cam hết rồi. Đây chúng ta vào shop nè, coi coi. Các bạn không mua được mấy cái này đâu, cái này là các bạn phải lên được top 3 rồi mới mua được. Còn cái này là chúng ta đổi nè, đổi cái hồn hồi nãy nè. Mình được 10 cái hồn của anh này. Anh đó tên gì quên mẹ nó rồi. Hồn của ngày đệ nhất.
đây là đi farm mấy cuốn bí kíp gì đó. Đây là đánh dành kim cương này nè để lấy cúp. Cái này lấy cái đó cũng chẳng biết làm gì luôn. Bạn thấy đây nè, ở đây là còn 8 lần nữa nè, ở trên này góc này nè, 8 lần nữa là được một trứng cam. Đó, còn như các bạn tự khám phá nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Quên, đây là công hỏi này nha. Cái gui, chúng ta thường gọi nó là cái gui theo tiếng Việt Nam. Còn đây là đồ những nhân vật mà các bạn không xài tới, các bạn có thể đem nó đi. Đó, hết rồi. Vô đây các bạn mua, có thể mua đồ nè, ó hồn tướng nè. Rồi, sẽ chơi như vậy, còn như các bạn tự tìm hiểu nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đừng quên like và share nha, đăng ký kênh của mình nữa để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube, hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.